Chiều ngày 10 tháng 9, theo thông tin từ bà Đặng Thị Mai, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg, của nhà dân bị sổng chuồng trước đó. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh về 2 con cá sấu được miêu tả nặng trên 100 kg, bị sổng chuồng và bơi giữa dòng nước lũ ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kèm với đó là ảnh chụp dòng thông báo qua Zalo với nội dung: hiện tại, đầm sấu trên địa bàn phường Nam Cường đã bị ra 2 con cá sấu. Các phụ huynh chú ý, không cho con ra gần khu vực hồ. Sau khi thông tin chưa được kiểm chứng trên được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra rất lo lắng. Theo thông tin ban đầu, 2 con cá sấu nói trên thuộc sở hữu của một người dân trú tại thôn Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Mỗi con hiện nặng khoảng hơn 100 kg. Sau khi xảy ra ngập lụt, gia đình này đã chủ động trình báo với chính quyền về việc cá sấu chưa rõ vẫn ở trong chuồng hay đã sổng ra ngoài vì nước hiện giờ rất lớn. Nhận được thông tin, phường Nam Cường đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và cảnh báo cho người dân nắm được để đề phòng. Sáng ngày 10 tháng 9, 2 con cá sấu đã được lực lượng chức năng dùng súng bắn thuốc mê bắt giữ tại một hồ nước trên địa bàn phường Nam Cường. Hiện 2 con cá sấu đang được lực lượng chức năng tạm nhốt vào nơi an toàn, không gây nguy hiểm đến người dân.